Hoàng xin kính chào quý anh chị khán giả, cô chú và các bạn đang xem video trên kênh Điện Thoại Tây Ninh. Video ngày hôm nay thì Hoàng sẽ giới thiệu anh chị một căn nhà mới xây. Vị trí Hoàng đang đứng là tuyến đường quốc lộ 22B thuộc địa phận của ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Từ tuyến đường quốc lộ 22B này mình chạy vào đường Trường Đông. Đây là đường lớn nha anh chị. Vào tới căn nhà là chưa đầy một cây số, khu xóm đông dân cư. Nếu mà chạy theo hướng này nè, về trung tâm thành phố Tây Ninh nha. Còn quẹo đường Trường Đông là tuyến đường này chạy thẳng vào căn nhà của mình ngày hôm nay. Đó, Hoàng đã di chuyển. Như vậy là chỉ còn 2 tháng nữa thôi là kết thúc một năm đầy biến động để bước sang một năm mới 2024. Tuy thì tình hình kinh tế khá là ảm đạm, tất cả các ngành nghề đều có sự sụt giảm so với năm trước. Nhưng mà dịp cuối năm này thì chắc hẳn Hoàng nghĩ là sẽ có một số anh chị đang tìm những mảnh đất hoặc những căn nhà mới để làm tài sản gọi là tích góp hoặc là nơi an cư để đón xuân 2024. Thì ngày hôm nay nhân dịp đó thì Hoàng sẽ giới thiệu căn nhà này. Nếu mà anh chị có nhu cầu xem thấy phù hợp với tầm tài chính của mình thì hãy gọi ngay với Hoàng qua số điện thoại góc trên màn hình 0981877139. Đây là tuyến đường đá mi vào căn nhà của mình ngày hôm nay nằm ở bên tay phải. Hoàng đang bước từ bên trong căn nhà đi ra quay mặt tiền trước và khu xóm cho anh chị xem. Vị trí này là thuộc xã Trường Đông, di chuyển về chợ Trường Lưu là khoảng độ 1,5 cây số, đầy đủ trung tâm tiện ích nha, từ chợ, trường học, trung tâm y tế, vân vân. Vẫn là đặc biệt, vị trí nằm gần với tuyến đường quốc lộ 22B, rất là tiện di chuyển nha. Tiếp theo nữa thì nó gần cụm khu công nghiệp là khu công nghiệp Thanh Điền, cách đây khoảng độ là 4 cây số, còn về khu công nghiệp Bò Hung là khoảng độ 6 cây số nha anh chị. Đây là căn nhà của mình ngày hôm nay. Trước tiên thì xin mời anh chị xem qua cuốn sổ hồng chính chủ nha, rồi sau đó mình sẽ quay chi tiết căn nhà. Vị trí Hoàng nhắc lại nằm tại ấp Trường Ân, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích sử dụng nhà và đất là 58 m². Trong đây thì đã full 100% là đất thổ cư rồi anh chị. Và nhà và đất của mình thì không còn trường lộ giới nữa nha. Tiếp theo, bên đây là hình dạng thửa đất. Mặt tiền nhà và đất ngày hôm nay quay về hướng là đông bắc, chính vẫn là hướng đông đón nắng sáng. Nằm ở mặt tiền đường đá mi là 4 m, xe hơi vào ra được khu xóm đông dân cư. Đất của mình thì tiếp giáp đường là 5 m nè. Sau đó hai cạnh nhà vào, một cạnh là 12 m9, một cạnh là 12 m7, và cái hậu đất vẫn là 5 m như phần mặt tiền, đầu đích như nhau, full 100% là đất thổ cư và nhà của mình là xây hết đất. Đây là phần mặt tiền của căn nhà này nha. Ở khu vực này thì chủ xây 2 căn nhưng mà bán 1 căn rồi chị. Đó. Còn căn còn lại Hoàng đang quay nè. Cung đường này là cung đường đá mi 4 m nha. Vào trái ra quốc lộ 2B, vào phải ra đường Nguyễn Văn Linh và về ủy ban dân xã Trường Đông, chợ Trường Lưu. Đó, căn bên phải đã bán rồi, còn mình là căn bên trái nè. Từ mí bên đây qua tới đây là 5, dài xuống 12 m9, ít là 5 và dài lên là 12 m7 nha. Hàng rào phía trước phía sau. Nhà xây thì theo phong cách hiện đại, hệ thống đèn led, tường lăng bê chỉnh chu và lau phong nữa. Bên trong thì còn rất là nhiều nhà nha anh chị. Đây, cạnh này dài xuống là 12 m7 nè, xây tới cuối hậu đất luôn. Bên đây thì có đèn đường nè. Đó. Và đối diện của mình vẫn có nhà luôn nha anh chị. Rồi, xin mời mọi người cùng Hoàng bước vào bên trong căn nhà ngày hôm nay. Ở phía trước thì chủ làm một khoảng sân nhỏ, có thể để hai chiếc xe máy nha. Đó, hàng rào thì an ninh, kiên cố. Ở trên cũng làm lau phong luôn anh chị. Rồi, đây là không gian phòng khách với diện tích là cũng khoảng độ 15 m². Tường bọng thì lăn bê hết nha. Trần lau phong thạch cao, đèn led và đèn chùm nhỏ. Bên trái của mình thì có hai cái phòng ngủ luôn nha anh chị. Đây, phòng ngủ này với diện tích là khoảng độ 8 m², có cửa sổ, cửa nhôm giả gỗ kính đục. Bên phải là kệ bếp, tủ trên tủ dưới nha, lavabo để rửa rau rửa chén. Đây là phòng ngủ thứ hai, diện tích cũng 8 m². Hai mô típ căn phòng giống như nhau. Còn nếu anh chị mở rộng thêm diện tích thì mình có thể lên một cái gác đúc nữa nha anh chị. Đây là sân nắng nè, cũng như là khu vực để máy giặt chặt giũ, cũng như là có thể phơi đồ tại vị trí này. Ánh sáng thì luôn thường trực căn nhà. Đây là không gian toilet với diện tích là gần 2 m². Đấy, chủ thiết kế khá hợp lý nha. Ở trên thì đổ bê tông và để bồn nước ở trên đấy, bồn cầu và vòi xịt. Đó, căn nhà của mình rất là đẹp nha anh chị. Toàn bộ là đều là đồ mới. Và giá ra đi thì cũng như trên màn hình anh chị đã xem đó, toàn bộ nhà và đất ngày hôm nay sổ hồng trao tay là 610 triệu. Ngoài ra thì giá này cũng vẫn còn thương lượng luôn. Kiếm đất nhỏ tại vị trí này đã hiếm rồi, mà đất lại có nhà luôn với tầm tài chính này thì nghĩ là cũng khá là hợp lý để anh chị có thể có một nơi an cư cho gia đình và con cái của mình. Hoàng xin nhắc lại cái giá là 610 triệu, đó, sở hữu hết nhà và đất. Đất thì ngang 5, dài vô 19, full thổ cư,
Căn nhà thì một phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, toilet, toàn bộ đều là lầu mới, tại khu xóm đông dân cư. Quý anh chị cô chú có nhu cầu mua liên hệ với Hoàng qua số điện thoại 0981877139. Và đó là tất cả thông tin ngày hôm nay mà Hoàng muốn giới thiệu anh chị căn nhà này. Xin kính chào và hẹn gặp lại.